Thưa quý vị, giữ gìn văn hóa truyền thống dân tộc thì ngoài cái chuyện mà giữ gìn những cái nét như là ngôn ngữ hoặc là những vấn đề liên quan đến văn hóa thì võ thuật cũng là một cái nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam chúng ta. Và trong đó võ Vô Vi Nam là một môn võ của người Việt. Và ngày hôm nay thì thưa quý vị, tại California, tại thành phố Westminster này, chúng tôi đến thăm võ đường được đặt ngay bên trong cái khu vực trung tâm cao đài của thành phố Westminster. Đây là cái lớp gọi là Vô Vi Nam, tức là Việt võ đạo, do một thầy hướng dẫn cũng như là rất là đông phụ huynh Việt Nam đã ý thức được cái chuyện giữ gìn truyền thống cũng như là luyện tập thể lực cho con em của mình, để đưa các em đến đây để mà tập luyện cái môn võ Vô Vi Nam. Thưa quý vị, đây là thầy Phạm Văn Thành. Thầy có thể cho biết rằng là cái mục đích mà mình thành lập cái lớp võ này rồi cho các em có cơ hội luyện tập một cái môn võ mà nó là hoàn toàn Việt Nam như vậy như thế nào thưa thầy? Thưa anh, Vô Vi Nam là môn võ của người Việt Nam, được sáng tổ Nguyễn Lộc thành lập năm 1938 tại Hà Nội, lấy vật và võ cổ truyền Việt Nam làm căn bản và thái dụng tinh hoa những võ thuật khác môn võ trên thế giới, khắc chế thành lập một môn võ riêng biệt gọi là Vô Vi Nam, Việt võ đạo. Thưa thầy có thể cho biết rằng riêng cái lớp võ ở đây thì đã thành lập bao lâu rồi và có bao nhiêu lớp, bao nhiêu em đang theo học thưa thầy? Lớp võ này được thành lập năm 1989, 6 năm 89. Lúc đầu thì cái lớp võ này là trung tâm sinh hoạt của Nguyễn Bá Học và các bộ môn văn nghệ võ thuật này dạy trong này. Rồi sau này dạy 1-2 năm thì những cái môn võ khác và những cái bộ môn khác đã rời đi, thì Vô Vi Nam Nguyễn Bá Học vẫn ở lại trụ trì ở đây với thánh thất cao đài và dạy tới bây giờ. Lớp trung bình hiện thời bây giờ khoảng 60 em, 60 em luyện tập thì các đài cao cấp nhất là các em được vài em được hồng đài, chuẩn hồng đài, và các em khoảng 20 em là của hoàng đài từ nhất đến tam cấp. Nhân dịp thầy nói về cái bậc cấp và cái đai đó thì thầy nói cho luôn là cái đai từ thấp cho đến cao đó là qua bao nhiêu bậc mà các em phải học thời gian bao nhiêu để đạt một cái thi, một cái kỳ thi để mà lên đai hoặc là đạt cái đai cao nhất đó thưa thầy? Thưa anh, như đây cái chương trình của huấn luyện của Vô Vi Nam Việt võ đạo thì những cái đai đầu, thì chương trình huấn luyện thì cái đai đầu tiên là cái đai màu áo, và khoảng 3 tháng và đai màu áo, những đây là như chương trình các em phải học. Các em qua những chương trình trong 3 tháng thì các em sẽ thi chuyển tiếp lên cái đai kế là cái đai là màu xanh, blue belt, 3 tháng nữa. Cái hồi xưa trước 75 thì từ cấp nhập môn này lên thi tới là đến là nhất cấp thôi. Như sau này các em thời gian các em luyện tập, các em có thời gian em học nhiều quá thì các chia làm hai, và có cái blue belt sau là 3 tháng. Blue belt đó các em học thi lên đai xanh một cấp, và mỗi cấp gì là 6 tháng. Những chương trình huấn luyện là như Vô Vi Nam dạy tiếng cánh sư phạm, và chương trình cấp nào đã dạy theo cấp đó, xong là các em phải mỗi thi mỗi cấp, lại test lên phải thi mỗi cấp. Thì Vô Vi Nam thì về cấp sơ đẳng nó có 3 cấp như là 4 cấp, và làm đai đến làm đai tam cấp. Từ làm đai tam cấp rồi các em phải chuyển lên một cái đai là quyền đai, tất nhiên là hoặc là hoàng đai. Và cái đai đó là cái đai chuyển tiếp để các em làm hướng dẫn viên. Trong một năm đó các em ngoài võ thuật các em phải võ đạo và cách huấn luyện của người huấn luyện viên. Sau đó các em đi thi lên là cấp hoàng đai nhất cấp, tương đương đai quốc tế là cái quyền đai nhất đẳng. Thầy nói về cái chuyện mà gọi quốc tế của môn võ này thì hiện giờ cái môn võ này đang phát triển ở những quốc gia nào rồi thưa thầy, và vấn đề quốc tế họ có công nhận cái môn võ này không thầy ạ? Bây giờ thì Vô Vi Nam đã theo cái 75 theo bước chân của người tị nạn, thì Vô Vi Nam các nơi nào có người Việt thì nơi đó có Vô Vi Nam. Và nó trở lại thì trong nước bây giờ sau thời gian Cộng sản chiếm miền Nam, bây giờ công nhận là Vô Vi Nam là môn võ thuật của Việt Nam. Hiện thời bây giờ khoảng trên thế giới khoảng trên 40 quốc gia đã có Vô Vi Nam, và Vô Vi Nam đã từ từ nhiều quốc gia đã công nhận. Thì Vô Vi Nam đã được tổ chức khoảng 4 năm giải là Đông Nam Á Vận hội. Đó từ từ đã bước lên, sẽ đang để mà tranh đấu để mà lơ đưa vào Á Vận hội là Thế Vận hội tương lai. Nói về các cái thế võ Vô Vi Nam thì Phạm Khanh thấy rằng cái đặc điểm mà mình có thể nhìn ra được
từ Vua Việt Nam, đó là cái thế võ mà dùng bay lên, dùng hai chân kẹp cổ rồi quật đối phương khác xuống, thì có vẻ là thấy là các cái môn võ khác không có cái thế đó, thì thế đó là như thế nào thưa thầy? Dạ, yeah, Vua Việt Nam những cái thế đó coi như là những cái đòn, coi như là đòn mình gọi là đòn dứt điểm, khi mà đánh đối phương ngã hay là té tùy theo cái hướng nào mà cái hướng đó là vào mình có thể đánh dùng cái đòn chân nào đó mình đánh, cái đòn là kêu bằng đòn dứt điểm. Và không phải tự nhiên là đối phương đứng đó mình nhảy mình kẹp cổ, có thể mình đánh quăng quật đối phương té, khi đối phương vừa đứng dậy đối phương mất thăng bằng thì mình nhảy ra cái đòn kết thúc, mình nhảy mình kẹp cổ, hoặc là dùng hai cái gối mình đánh vào cái gối mà cái gối trước qua sau, và mình coi hồi xưa là mình nói là trên đè dưới búa đó, là mình vặn bẻ cổ và gọt quật xuống. Còn tính cách mình hơi quảng bá thì mình đánh như hơi đòn hơi nhẹ nhàng tí xíu. Và rồi hơi nhẹ nhàng xuống là mình kẹp để mình vặn cho người kia lộ, chứ thật ra mình nhảy mình kẹp cổ là mình bẻ cổ người ta đã tét rồi. Yeah. Cái điều mà hiện giờ mà trên thế giới đang tranh cãi nhất là thời gian gần đây, đó là cái chuyện mà luyện tập các môn võ và cái thực chiến nó, cái chuyện nó khác nhau, thì thầy đánh giá cái chuyện đó như thế nào thưa thầy? Dạ, Vua Việt Nam thì tính cách là vậy, nó thực dụng, những đoàn thực dụng hơn. Thì vô các em luyện tập Vua Việt Nam thì các em đã tập những cái gì mà ở ngoài đời các em thường xảy ra thì Vua Việt Nam mình đã áp dụng liền. Vô em đi ngoài đường thì té ngã quăng, thì ở ngoài đường đó thì sàn rắn, nên thì các em phải tập nhào lộn, những cái thế nhào lộn để mà như các em tránh được là chấn thương, nhưng mà các em là nhẹ nhàng chứ mà không có cái gì là nguy hiểm cho các em đó. À, thì các em đã những cái đòn nào vô như những đối phương thí dụ đánh mình mà cái đòn hoặc phản liền, chứ không phải như hồi xưa mình tập từ cái thế tấn thế tá thì nó mất thời gian và nó tính cách là Vua Việt Nam là thực dụng như vậy.